Hi, xin chào mọi người, em là Khoa. Trong cái tutorial ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn mọi người đi mua đeo cái sofa dạng này ha. Đấy, đây là cái sản phẩm sau khi mà mình đã dựng xong ha. Trong cái tutorial này em sẽ hướng dẫn dựng hình nè. Rồi cái cách mà unwrap cho cái dạng mai che mà từng thanh như thế này nè ha. Nó sẽ rất là nhanh thôi, đương nhiên là không thể nào ngồi cắt chỉ cho nó rồi. Rồi, như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi dựng nó nha. Alo, rồi ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi dựng nó nè. Thì đầu tiên cái đó, cái bước đầu tiên đó là cũng vậy thôi. Em sẽ đi quăng cái tấm plan vô nè ha. Vẽ một cái tấm plan nè, segment đó em để là 1:1 nè. Rồi, cầm cái tấm hình này, kéo nó vô 3D Max, quăng nó vô cái tấm plan này. Đó, lúc này nó bị nghẹt cái nó bị bẹt cái chiều ngang nè ha. Mình có thể mở bảng vật liệu lên là hút vật liệu cho nó nè, xong rồi vô cái bitmap nè, vô cái view in main này nè, chuột phải vô đây nè. Thì mình thấy cái kích thước của nó là 720x405 ha. Cái bước này cơ bản quá cho nên là em nói hơi nhanh một tí. Ok, thế thì bây giờ mình được gì? Mình đã được một cái map ha. Cái tỷ lệ ngang dọc của nó thì nó đúng rồi. Nhưng mà ở đây nè, thí dụ mà mình vẽ lên đó ha. Mình căng theo cái bức hình này mình vẽ thì cuối cùng ở cái model của mình á nó bị nhỏ xíu à. Là tại vì sao? Từ đây cái mặt ngoài ha, thường nó là 450. Đó, 450. Nhưng mà hiện tại ở đây nó mới là 93 nè, thấy không? Vậy thì ở đây ha, mình có thể vẽ một cái rectang nè, mình cho cái chiều dài của nó 450, xong rồi cái mình scale cái tấm hình lên để mình căng cái chỗ ngồi nó, thấy không? Từ mặt đất lên tới cái mặt ghế nè, cho nó là 450 nè ha. Này, đương nhiên là nó không phải là chính xác đâu, tại vì cái model này chắc chắn là em vẫn phải nhìn vô cái hình này để mà em đoán nó đó. Nó không chính xác 100%, nhưng mà ít nhất là mình biết được là cái chiều cao ngồi nó là 450, thì mình cứ lấy cái móc đó để vẽ ra nó ra một cái kích thước nó tương đối một chút ha. Ý là nó đừng có sai quá, nó đừng có to quá, nó cũng đừng có nhỏ quá đấy. Rồi, bây giờ nè, cái này tạm thời quên cái lưng của nó đi. Mặc dù cái lưng của nó đang rất là bắt mắt, nhưng mà mình quên cái lưng của nó đi. Mình chỉ nhìn ở cái phần phía ngồi phía dưới này thôi nè. Thì mình thấy nó thuộc về hình khối gì? Nó không ai trả lời em hết, cho nên là một mình em ngồi tự kỷ luôn. Nó thuộc về khối trụ. Khối trụ thì lưu ý giùm em, nó sẽ có hai phần, phần mặt và phần thân. Đối với lại cái dạng này, em sẽ xài phần mặt ha. Đó, khối trụ. Cho nên là bây giờ nè, em sẽ đi vẽ một cái cylinder. Ok ha. Cylinder đây rồi. Thí dụ như cái vòng tròn bự nè, em cho cái vòng tròn bự này từ tâm khoảng cách vô cái vòng tròn bự này, em cho nó là 1 mét, ý là bán kính á, nó cái bán kính đó, để em nhắm xem. Ok, em quyết định em cho nó là 1m7 đây. Tại vì thí dụ như cái này là tâm, cái này là cái vòng tròn nè ha, em cho cái tâm nó nằm đây thì cái tâm nằm vô đây, em phải tính ra luôn cái mặt sau quá nha. Đó, em cho nó là 1m7 đi. Đây, từ đây tới đây, tới cái mặt sau này em cho nó là 1m7 nha. Ok. Rồi, cái segment ở đây em để nó là 18. Nó, hồi nãy em nói cái cylinder nữa ha, nó có phần mặt với phần thân. Đối với là cái này em sẽ xài phần mặt, cho nên là convert nó sang editable poly nè. Ok chưa? Nhấn số 4 nè. Chọn cái mặt này. Đó, đây là một cái mặt mình cần giữ lại nè ha. Sau đó rồi em sẽ đi nhấn Ctrl Y, nghĩa là đảo vùng chọn, delete nó đi, chỉ giữ lại cái mặt này thôi nè. Rồi ha, bây giờ tiếp theo nè, em sẽ đi tính từ đây vô tới đây nè. Đó, ví dụ như phần ngồi này á ha, ở đây em nhắm bằng mắt thì em cho nó tầm khoảng 400-500 gì đó. Ok, em lấy 500 đi. Rồi, trừ hao thêm cái phần đỡ, cái phần độ dày từ đây nè, nó ra tới sau lưng nữa nè ha. Đó, cái mặt hậu của nó, tại vì mình để ý là cái nang che đây nè, nó đi từ đây nè, cái nó vòng cái đây, nghĩa là nó có một cái độ dày nhất định ha. Rồi em cho nó là 100 nữa đi. Vậy thì lúc này em sẽ chọn mặt này nè, em đi insert vô 600. Rồi, ok chưa? Đấy. Đây, bấm ok nè, delete nó luôn nè ha. Rồi, cái này em cảm giác là nó chỉ có một nửa thôi. Vậy thì em sẽ đi đây, cho em đi copy nó ra nha, để làm từng bước ấy. Đó, em có thể chọn những cái điểm này nè, delete nó luôn nè ha. Rồi, bước 1 là vẽ cylinder. Bước 2 là chọn cho nó ra thành cái hình chữ U như thế này. Ok, bây giờ tiếp theo nè, bước tiếp theo làm gì? Đấy,
Bây giờ là mình có cái hình chữ U này rồi ha. Rồi mình thấy chuyện gì nữa nè. Nó có cái độ dày nè đúng không? Nó. Ok, thí dụ như là cái tấm nệm này bây giờ em cho nó là 100 đi. Mặc dù em thấy nó dày lắm, em đoán cái này chắc là khoảng 130 cho tới 140 ấy. Này, nhưng mà thôi em cho nó tạm thời em cho nó 100 đi. Thì từ mặt đất lên tới đây là 450, mà cái nệm này nó dày 100. Vậy là còn lại phần mây tre còn lại là 350 ha. Đó, em đang vẽ cái phần mây tre thôi, cái nệm tính sao. Đó, em gắn cho nó cái miếng này nè, gắn lệnh sale nè ha. Mình cho nó dậy xuống đi. Đó, ngay cái phần enter nè, nhập 350. Ok chưa? Rồi, convert nó sang editable poly giúp em nhé. Rồi, ở đây nè ha, mình bật cái bảng tập xài cái bảng này nha. Bật cái bảng Toggle Gripon lên đây. Đây, cái bảng Toggle Gripon nằm ở đây nè nha. Rồi, thí dụ như mà ở tab modeling nè. Rồi, nếu như mà em chọn cảnh, lưu ý ha, chọn cảnh thì trong cái tab plot này nè, nó xuất hiện cái insert. Em bấm vô đây một cái nè thì nó sẽ connect cho em. Nó connect cho em một cái đường segment nó nằm ngay chính giữa nè ha. Đây, còn ai mà lạ lẫm với chuyện này quá không biết á thì mình có thể chọn một cái cạnh nè. Sau đó rồi cái mình nhấn ring nè ha. Còn không mình giữ shift mình chọn cái cạnh kế bên thì nó cũng có nghĩa là ring nhé. Đây nè, giữ shift chọn cạnh kế bên nè. Nó ring nguyên một dòng nè. Mình đi connect cho nó. Đấy, connect cho nó một cái này nè. Một cái đường segment đến chi biết không? Tại vì thấy cái đầu này nó tròn không? Cái đầu bên đây nè nha. Nó tròn ở đây. Cái đầu này nè, nó tròn ở đây. Đó, bây giờ em sẽ đi kéo dáng của nó nè. Đó, thứ nhất là để ý giùm em hai chuyện. Một là cái đầu của nó sẽ tròn ra. Và hai là em thấy rõ ràng ở đây là cái đầu bên đây nè, nó bự hơn bên đây rất là nhiều ha. Đó, nghĩa là cái này nè, nó đi, nó cong vô đây. Xong rồi cái ở đây nè, nó có hơi, nó đánh ngược trở lại, đánh ra ha. Xong rồi cái nó vòng về đây. Đấy, cho nên là bây giờ em sẽ đi kéo dáng của nó nè, để thấy được cái kết quả mà sau khi mà mình nằm mượt mà nó co lại á, thì ở đây em nâm ha. Đó, thí dụ như em num lên cấp độ 2 thì nó tương ứng với turbo width là 2 á, nhưng mà thói quen của em sử dụng num. Ok. Mỗi miệng quá. Nãy em nói một lần cho đã đời, cuối cùng là em không có ghi âm. Đấy. Rồi, cái đầu ở đây nè, nó cong và đồng thời là nó phình ra nè ha. Đó, em cho nó phình ra. Anh chị hiểu được khúc này không ạ? Đây, nó cong nè, xong rồi cái nó uống ra nè, xong rồi cái nó cong về đây nè ha. Nó, em đang đi kéo dáng cho nó đi. Cong ra. Ok chưa? Rồi, bên đây cũng vậy nè ha. Cái đầu bên đây nó nhỏ hơn, nhưng mà cái cơ bản thì cái này nó vẫn cong ra. Đây, với lại em thấy là chỗ này nè, là cái phần thắt gút của nó nè ha. Chỗ này nó cũng hơi võng ra. Đây. Vậy thì em sẽ cho đây nè, cái đầu này nó cong ra nè. Rồi thí dụ như cái phần này là phần thắt cúc ở đó đi. Vậy thì em cho cái này đẩy cái này ra. Đây. Cho cái này nó phình ra một chút. Rồi, ok ha. Đấy. Tạm thời cái dáng của nó sơ sơ là như thế. Em cho cái này nó chuyển nha. Nó chuyển một tí xíu ha, tránh trường hợp nó bị gắt quá. Rồi, bây giờ nè. Đấy. Ai học trong khóa em thì thấy thì sẽ biết là em rất hay đi insert, tại vì cái đường segment insert nó cực kỳ quan trọng luôn. Đây, bây giờ em sẽ insert mặt trên với mặt dưới ha. Thì để chọn nhanh em làm sao? Nhấn số 4 nè, chọn mặt nè. Rồi, chọn mặt này giữ shift chọn mặt kế bên, nó có nghĩa là riêng mặt. Nhấn Ctrl Y, nó có nghĩa là đảo vùng chọn. Sau khi đã chọn được hai cái mặt trên này rồi nè, em sẽ đi insert nè. Đó, insert cái segment này nó vô nè ha. Ok chưa? Rồi, bây giờ cái này, cái đường này đó, tạm thời em để đó đi. Ok ha. Tiếp theo nè, bây giờ mọi người có thấy á, là cái phần mái che á, cái phần bụng này nè, nó hơi phình như này đúng không? Vậy thì em có thể là chọn một cái cạnh này nè ha. Xong rồi giữ shift chọn cạnh kế bên nè, nó có nghĩa là riêng cạnh nha. Chọn một cạnh nè, giữ shift nè, chọn cạnh kế bên nè, nó riêng cạnh nè. Em sẽ đi connect cho nó một đường, thấy không? Lúc này mình được một cái segment ngang. Rồi làm sao để cho nó phình ra nè nha. Đấy, đây là một cái trường hợp á. Thí dụ như đó giờ á, có anh chị nào mà hay sử dụng nó phình ra cái scale nó ra không? Scale nó ra trong trường hợp này là nó banh chành chỗ này nè nha. Cái này nó bị lõm vô.
Đấy, vậy thì ở đây mình sẽ phải đi sử dụng một cái lệnh nó tên là lệnh put. Đây, thấy chưa? Nhớ nha, chọn cái segment ở giữa nè, gán cho nó cái lệnh put nè, xong rồi cái mình đẩy nó ra nè. Đấy, vậy thì nó sẽ phình ra. Ok chưa? Rồi, em cho nó phình ở đây ha. Đây. Mình cứ cho nó hơi hơi quá đáng tí xíu. Chút hồi mình num ấy, mình làm 10 cái thì nó sẽ co lại. Rồi, em convert nó sang edit table boolean nè. Ở đây em sẽ đi tăng lưới cho nó ha. Em có thể là gán lệnh to bung mút nè. Nó thấy nó tăng lưới không? Rồi, thấy không? Cái bụng nè. Đấy, nó có cái độ phình ở đây. Ok. Rồi, cái này nè, em convert nó sang edit table boolean luôn nha. Đấy. Rồi, bây giờ nè. Em sẽ đi tách cái mặt này ra. Đấy, nó đang chọn sẵn luôn cái mặt trên dưới này rồi nè ha. Em đi detect nó ra. Đây, để cho nó đừng có liên quan nữa. Bây giờ em mới đi giải quyết cái phần lưng của nó nè. Thấy không? Phần lưng của nó nè. Thì mình thấy nè ha, nó không phải là ở đâu đó mà nó gắn vô đâu, mà là nó chạy liên tục luôn á, cho nên là mình phải phát triển nó từ một khối ra. Đây nè, thấy không? Nó chạy từ đây nè. Xong rồi cái nang che đây nè, đó nó cao lên từ từ, nghĩa là cái phần lưng này là nó phải được dính vô cái phần bên trong. Rồi ha, bây giờ để ý bước này rất quan trọng, coi cái cách em đi chọn mặt này nha. Chọn những cái mặt nào để kéo nó lên đấy. Bây giờ em sẽ lên mặt top nè. Ok chưa? Em nhấn số 4 nè. Đó, quét hết luôn. À, sao nhấn giống cần chỗ A ấy giờ. Rồi ha. Thì cái phần ở dưới đây nè, em để mặt phân nè, nhấn Alt Tab nè, loại bỏ nó ra. Đây, loại bỏ nó ra. Đó, loại bỏ những cái phần ở dưới ha. Rồi. Đó, cái phần lưng, thí dụ như em xác định là nó từ đây nè, phải không? Đó, nhấn Alt Tab loại bỏ cái này ra. Đó, em cho nó từ đây nè ha. Đây, còn bên kia thì nó từ đây. Đó, loại bỏ nó ra. Rồi. Ok chưa? Có thấy là cái phần em chọn không? Đó, em chỉ chọn những cái mặt này nè. Rồi, chưa xong đâu nha. Bây giờ nè, do là em cần giữ cái segment nó lại ở đây nè, để chút hồi em kéo nó lên đó, nó còn cái segment dọc ở đây nè. Em lại phải loại bỏ cái mặt này nè. Thấy không? Cái mặt này ha. Này, em không biết cách nào chọn nhanh đấy, em đang chọn thủ công á. Nhấn Alt Tab loại bỏ nó ra. Rồi, tóm lại là em chỉ chọn bấy nhiêu thôi. Ok chưa? Đấy, quan trọng đấy nha. Rồi, xong rồi nè, đang chọn mặt nè, gán lệnh FFD 4x4 nè. Rồi ha, FFD 4x4 nè, nhấn số 1 một cái để cho có thể tương tác được với cái điểm của FFD. Đấy, em quét nè, đó, phải nhấn số 1 đó nha, thì quét điểm thì nó mới nhận nè. Đó, kéo cái này lên, thấy không? Là nó ra được cái dáng của cái phần lưng chưa? Đấy, vi diệu chưa? Chưa xong đâu nha. Đó, bây giờ em đi tinh chỉnh dáng cho nó nè. Đó, cái phần cao nhất nè ha. Rồi, em nhìn em có cảm giác là cái lưng này nó hơi ngửa ra sao. Vậy thì em có thể là cầm cái này nè, kéo nó ra sao nè. Nó cho nó có cái độ ngửa ha. Thường mấy cái lưng ghế nó phải ngửa ra sao. Đi dựa thôi chứ không có gì. Chứ còn mà nó thẳng tưng lên rất khó dựa luôn. Điển hình cái Highland á. Em thấy cái Highland nào mà cái băng ghế dài dài á, cái lưng nó thẳng đứng lên, dựa cực kỳ khó chịu luôn. Rồi ha, cà phê Highland đấy. Rồi, bây giờ nè, chỗ này nè, cái tay này, chỗ này nó hơi cao cao nè ha. Vậy thì em sẽ đi chọn những cái điểm này. Hình như bị say cà phê rồi á, khó thở quá. Cho nên em nói chuyện đang rất là đứt khúc luôn. Đấy, cố gắng nghe nha. Ok. Cái tay này. Đó, cho nó lên cao chút nữa. Nói chung là tùy theo ý mình ha. Nè, em thấy nó từ dưới nè, nó lên cao nè. Nó lại lên đây. Nó hơi hơi có cái độ lõm, xong rồi nó lại lên. Ừ. Này nè, nó hơi hơi lõm ha. Em chọn cái điểm này. Để giữ cho cái này nó cao lên. Rồi, ok nha, dán mình tự tinh chỉnh nha. Rồi, em convert nó. Thí dụ xong rồi em convert nó sang edit boolean nè. Đó, rồi. Thí dụ như là mình thấy cái dán này, em tạm thời ẩn nó đi. Đó, rồi. Bây giờ cái dán này nè, mình đang thấy là nó hơi cứng ấy. Rồi ha, ở đây nè,
Để cho cái phần này nè, nó chút hồi mà em đi thu vô mút á, nghĩa là tăng lưới cho nó có cái đụng mềm mà nó cong qua đây nè, thì ở đây em sẽ cần thêm một số cái segment cho nó. Đó, thí dụ như là squid lock nè ha, thêm cho nó cái segment ở đây nè. Đấy. Xong rồi cái chọn cái đường segment mình mới thêm á. Nó nó quan trọng là cái phần trên á, phần trên ở đây nó chỉ có một segment thôi, thì nó sẽ gây chút hồi nó sẽ gây nhọn, nó gây cứng ấy. Ây da. Ok, cái segment này nè, em sẽ đi set loud. Set loud nó có nghĩa là nó sẽ nhảy vô cái đường chính giữa nha. Đấy, tiếp tục nè, squid lock nè, em có thể giữ shift nè. Đây, giữ shift thì nó sẽ là nằm vô ngay đường chính giữa. Đây, đang đi thêm lưới cho nó đấy. Rồi, cái phần lưng nè ha, em cũng có thể là đi thêm lưới cho cái phần lưng luôn. Nè, set loud. Cái đoạn này nè, nó hơi cấn nè, thì set loud cho nó, thấy không? Nó nhảy vô giữa, nó chính là cái đường trung bình đấy. Rồi, cái đoạn này nó hơi cao, set loud. Nó sẽ lùng xuống. Đó, em đang cố gắng cho nó có cái độ chuyển ra đây nè. Rồi ha, ở đây mình có thể... Chết rồi, nãy giờ em quên copy từng bước rồi. Thôi rồi. Sing, sing có nghĩa là thu hẹp vùng chọn nhé. Em đẩy nó về sau này, cho nó có cái độ cong. Thấy không? Nó có cái độ cong ở đây. Dáng quan trọng lắm nha. Không dựng được dáng là hầu như là không làm được gì luôn á. Nhất dáng nhì da. Đấy. Rồi, sao cái đường này nằm ở đây vậy? Squid lock nó. Cho nó nằm vô giữa ha, cho nó cân lại. Ok. Rồi, bây giờ nè, tới bước này rồi ha. Em sẽ đi turbo mode nó để tăng lưới nó lên. Này, sao em thấy cái chỗ này nó vẫn còn hơi cứng nè. Này, set loud nó. Set loud nó, đó, cho nó nằm ngang ra cái hướng này nó ngang ra thì chút hồi mình đi turbo mode á, nó có cái độ chuyển mềm hơn ha, chứ tránh trường hợp là nó gây cứng quá. Rồi, ở đây bây giờ nè ha, chú ý giùm em về cái segment dọc. Đó, segment dọc ở đây nè. Ok chưa? Những cái nang tre ở đây ha. Đó, em đang quan tâm tới những cái nang tre dọc nè. Nó khá là khích treo nè ha. Rồi, bây giờ cái này nè, em có thể convert nó sang edit boolean nè. Thí dụ mà em num nó lên đó, nó tiếp tục tăng cái segment ngang á, thì lúc này nó lại hơi nặng cái phần khối này. Đây. Ở đây bây giờ nếu như mà em chỉ có nhu cầu là tăng cái segment dọc ha, thôi em turbo mode thêm một lần nữa đi. Đấy, xong hình bệt nó sang edit table boolean nè. Rồi, nếu như em chỉ có nhu cầu tăng cái segment dọc thôi, thì em sẽ nhấn chọn cạnh nè, kích đúp vô một cái đường nằm ngang nè ha, lót cái đường nằm ngang nè. Đó, ở trong cái tab lót của cái toggle weapon nó có cái insert nè, bấm vô insert cái nè, thấy không? Nó sẽ thêm cho em những cái segment dọc ở đây. Đấy. Rồi, thí dụ như cái này nè, thí dụ mà cần thêm nữa ha, bấm insert một cái nè. Đấy, nó sẽ thêm vô những cái segment dọc nè. Ok chưa? Rồi, lúc này lượng segment dọc thì đối với em nghĩ là đủ rồi đấy. Em sẽ đi chọn một cái đường segment dọc nè. Rồi ha, xong rồi làm gì nữa? Ring nó. Nó, ring nè. Đấy, cái này nó chính là những cái nang dọc đó nha. Rồi, Create Shape from Selection nè. Ở đây em chọn vô cleaner nha, nhớ nha, cleaner nha, tại vì nó đang nặng lắm ấy. Tránh trường hợp mình chọn vô smooth nó tăng lưới lên mà không cần thiết đâu. Rồi, đó là nó vừa có cái khối 3D và nó vừa mới tạo cái đường sáp á ha. Ở đây em quét cả hai cái nè, nhấn Alt Tab nè, loại bỏ cái khối 3D ra. Đó, lúc này là còn lại cái đường SPline. Đó, ở đây lúc này em có thể là rendering lên nè, nhưng mà để ý á, rendering á thì cái hình trụ của nó có tới 12 size lần nè, mình giảm xuống còn 4 thôi nha. Ok, xong rồi lúc này kiểm vô khối cho nó nè. Đó, cho nó hiện khối ra. Rồi ha, ở đây nè, em cho cái này nó lên 14 chẳng hạn. Nè, mỗi cái thanh tre em cho nó là 14 chẳng hạn. Em insulation nó cho dễ nhìn nha. Đó, thấy chưa?
Nhưng mà ở đây nè, mọi người để ý nó có một cái nhược điểm á, là cái nó quá nhiều cái segment ngang ha. Mà khi mà nhiều cái segment ngang vậy nó tăng bully không cần thiết. Thế thì ở đây á, em có thể nhấn số 3 nè, thấy không? Đây em tắt rendering để mọi người dễ thấy. Cái segment ngang á nó sẽ xuất hiện khi nào? Khi mà có một cái điểm nó có một cái tìm tắt nó. Thấy không? Thấy cái điểm này không? Những cái điểm này nó đang nằm rất là khít. Nó càng về đây nè, nó càng khít hơn nữa thì nó sẽ gây ra nhiều bully, nó gây nặng ha. Bây giờ em sẽ chia đều cái điểm này lại. Rồi, bằng cách là em chọn cái đường số 3, đường được border này, thấy không? Em chỉ là vô cái cấp độ border thôi, em không chọn trên đây nha. Đó, em không chọn trên đây, em chỉ vô cái cấp độ border này thôi. Sau đó rồi em sẽ đi gán cái lệnh là normal SP line. Nhấn chữ N, nhớ nha, normal SP line. Đó. Rồi ha, thì cái này nó cho phép em nó là cái gì? Nó thấy điểm nó đều lại chưa? Ở đây nó là số 20 nè. Đó, thì mỗi điểm này nó sẽ cách nhau là 20 ha. Con số ở dưới đây mình đừng có quan tâm tới nó. Đây, mình quan tâm tới con số ở trên thôi. Thí dụ như mình thấy cái điểm này nè, khoảng cách của nó còn gần nhau quá, mình có thể nhập là 60. Đó, thì lúc này mỗi điểm nè, nó cách nhau một cái khoảng cách là 60mm. Đó, nó sẽ tiết kiệm được cho mình rất là nhiều bully luôn á. Rồi ha, lúc này mình có thể convert nó sang SP line nè. Rồi, ở đây á, điểm á, thì cái con số nãy ở dưới mà em nói đừng quan tâm á, thật ra là nó quyết định cái độ bo góc á. Nó sẽ quyết định là cái đoạn nào nó sẽ là smooth hay không smooth á. Này, nhưng mà em không quan tâm, tại vì tất cả em điều chỉnh lại thành corner ha, để cho nó nhẹ lại cái bài của mình, chứ không có để theo kiểu kia nó nặng lắm. Đấy, rendering lên nè. Thấy chưa? Nó sẽ ít lưới hơn hẳn hồi nãy ha. Đấy, chỗ này nè, nó bị co ở đây nè. Thì chút hồi á, em sẽ đi sử dụng cái turbo mode này nè. Đấy, là cho nó bo cong được ở đây luôn ha. Rồi, ở đây thí dụ như mình thấy cái nang tre này nè, nó còn nhỏ quá. Thì cái lợi của SP line này nè, nó cho phép mình. Đây, ở đây em hiện kết quả cuối cùng là coi như là turbo mode rồi ha. Đấy, thấy cái hay của nó không? Ở đây cái radio này mình vẫn còn chỉnh được nè. Thí dụ như em tăng nó lên 20. Đây, để cho cái nang tre này nó khít hơn ha. Cái segment này do là từ đầu nó không đều á, cho nên là cái này em nghĩ là 16 đi. Đây. Rồi, cho cái phần này nhìn nó dễ thở hơn. Ok. Đấy. Ủa sao cái này nó nằm lệch ra đây rồi. Thấy chưa. Rồi ha. Vậy là em có thể nói là em xong được cái phần set mình dọc rồi đấy. Đem đi tô màu cho nó ha. Rảnh quá mà. Nó, những cái thanh dọc. Rồi, bây giờ nè, những cái thanh ngang nè ha. Những cái thanh ngang này thì nó nằm ở bên phía trong. Đấy, mà khi mà nó nằm ở bên phía trong á, anh chị lưu ý giùm em nha. Nếu như mà nó nằm ở bên phía trong á, mà bây giờ nếu như mà em khơi. Đấy. Nó những cái thanh này do là nó được nó bị giảm lưới xong rồi nó thu buông mút á, nó có xu hướng là nó co lại á. Đấy. Rồi, bây giờ để tạo những cái thanh ở bên phía trong ha. Mà bây giờ nếu mà em khơi á, em đi lấy một cái đường segment ở đây nè, chắc chắn mình tạo ra cái thanh nó sẽ bị nhập nhè, là nó bị cắt ngang hết những cái thanh dọc ha. Đấy, thế thì làm sao để cho cái miếng này nè nó ốm lại được? Đáng ra không? Làm sao để cho cái khối màu xanh á. Đây nè. Đó, làm sao để cho cái khối 3D này nè nó ốm lại được. Đấy, thì không có khó đâu ha, dễ lắm. Mình sẽ sell. Đấy, đừng có sell ra ngoài nha, mình sell vô trong ấy. Ừ, cái này sell ra ngoài rồi. Ok, em sẽ sell vô trong tầm khoảng 15 ha. Ok chưa? Nó thì lúc này nó có cái độ dày nè, convert nó sang editable bully nè. Rồi, nhấn số 4 nè, chọn mặt này nè, giữ lót nè, chọn mặt này nè ha. Đây, tương tự em còn một cái mặt ở bên phía trên nữa. Chọn mặt này nè. Giữ shift nè, chọn mặt kế bên nè, để lót mặt nè. Delete nó đi nè ha. Xong rồi nhấn số 5, nghĩa là element, em xóa lớp bên ngoài đi. Đấy, vậy là cái khối cái bên trong này nè ha. Hiện tại nó thấy nó đỏ mà thâm vậy là bị đảo mặt á. Flip normal nó cho nó lật cái mặt lại. Ok chưa? Đây, lúc này nè, có thấy là nó nằm gọn vô trong luôn chưa? Nó bị thu về bên trong rồi ha.
sau khi mình đã thu về bên trong rồi nè, lúc này em mới đi chọn cái đường segment này nè, để chi, để em đảm bảo được là, để em đảm bảo được một cái chuyện á, là cái đường ngang á nó sẽ nằm ở bên phía trong ha. Đó, em load một số segment mà em muốn thôi. Thí dụ như em muốn cái đường biên này nè ha. Xong rồi cái đây, em thấy trong mẫu nó hình như là chỉ có 3-4 đường gì thôi. Đó, nó ẩn ẩn luôn trong. Ok. Đây. Em cũng muốn là nó có, à nó có rồi, nó có một cái cọng nó chạy lên đây nữa. Rồi, cũng là Re-Asap from Selection nè ha. Cleaner nè. Ok nè. Thấy không? Là mình được những cái cọng mái che nó nằm ở bên phía trong ha. Nhưng mà không biết là nó ở trong quá không, hình như nãy em xem hơi quá tay đấy. Đấy. Rồi ha, ở đây thì rõ ràng là mình biết là cái đường này nè, điểm nó chưa có đều đâu ha. Nó, em vẫn có thể nhấn số 3 nè, gắn cho nó cái lệnh là Normal SPLine. Nhớ cái lệnh này nha. Đấy, 60 nè. Rồi, convert nó sang Edit SPLine nè ha. Nhấn số 1 nè, nhấn Ctrl A nè. Chọn đưa nó về điểm corner. Đó, là nó sẽ giảm cái lưới lại. Rồi, cái này thí dụ mà mình thấy cái bán kính nó nhỏ quá, mình có thể tăng nó lên ha, 20 nè. Rồi, nếu như mình muốn nó tròn hơn thì mình có thể là tăng cái size này lên ha. Còn không thì mình cũng có thể là gán cho nó lệnh Turbo Mode. Đấy. Rồi, vậy là mình có được những cái đường ở bên phía trong này nè ha. Thí dụ như trong trường hợp mình thấy cái này nè, nó bị hụt xuống quá, tại nãy mình scale nó hơi quá đấy. Nó, em sẽ nhấn số 3 nè, em chọn cái đường này nè, để em đẩy nó lên lại. Đây. Ok ha. Rồi, cái đường bên dưới nè, em sẽ nhấn nó xuống một tí xíu. Nó, mục đích là muốn che đi cái răng cưa đấy. Rồi ha, gắn cho nó cái này. Đây, ok chưa? Vậy là được cái phần dáng của nó rồi. Rồi, em sẽ qua tới cái phần nệm nha. Thì hồi nãy tại sao em dặn là detect cái miếng này ra nè. Đấy, mà đừng có xóa nó đi á. Mục đích của em là bây giờ đem đi dựng cái phần nệm của nó đấy. Rồi. Nó, em trừ hao cho đã đời, cuối cùng làm cho cái này nó bị ốm quá nè ha. Nghĩa là trừ hao chưa tới đấy. Thấy cái khúc này nó bự vô đây, mà bây giờ nó bị ốm đây rồi. Ok. Một chút thôi, em sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà mình sẽ đi chỉnh lại dáng cuối cùng ha. Nhưng mà bây giờ nè, em sẽ để mà em đi làm tiếp luôn. Đấy. Ở đây mình nhìn thấy nè ha. Cái niệm này nó cắt ở vị trí này nè. Ok chưa? Nó cắt ở vị trí này. Vậy thì cái này nè. Nó, em tạm thời em xác định nó là vị trí này đi. Rồi ha, chuột phải nè, slip nó ra nè, lót cái cạnh, slip cái này ra nè. Đấy, làm gì nữa? Ở đây em sẽ đi scale nó. Scale nó cao lên. Đây. Ở dưới này nó còn một miếng nữa. Đây nè, trong cái edit bully nè ha, em nhấn số 5 nè. Cái miếng bên dưới á, nó không có cái niệm ở dưới đâu, delete nó luôn đi. Nó cái niệm nó chỉ có phần trên thôi. Sau khi mình slip nó ra, mình nhấn số 5 á, mình tách nó ra làm hai phần nè. Rồi ha. Xong rồi cái mình đi scale nó lên, scale nó cao lên ha. Nhìn em nói 1.2, 1.3 gì đó. Rồi. Ở cái bước ở dưới á mọi người, nhấn số 5 giùm em nha. Đó, chọn hết số 5 nè. Nhấn số 4 đi, chọn hết số 4 nè ha. Rồi, đi insert cho nó để lấy cái set mình kéo á. Thấy không? Nó là hai tấm niệm mà, thì nó sẽ có hai cái segment kéo. Ở lộn, nó sẽ insert thì làm hai phần. Rồi scale nó lên nè ha. Đây, sao cái này nó cao thế? Em để nó 100 chẳng hạn. À, cái này nó có tới hai cái lệnh scale. Ok. 120. Rồi. Xong rồi nè, convert nó sang edit table bully nè ha. Đấy. Em thử đi num nè, thấy không? Mọi người có thấy là nó co lại thì nó ra được cái niệm rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái gì? Ở đây em thí dụ như muốn cho nó có một cái đường chỉ, nó có một cái đường chỉ nổi ha. Em thấy cái niệm này nó hơi bị lùng so với mẫu. Scale dày nữa nha. Rồi, thí dụ như muốn mà nó có cái chỉ nổi á thì mình có thể là lót cái đúp lót cái đường này nè, thấy không?
nó kích đúp lót cái đường bên dưới nè, nó nhờ mình insert rồi á, cho nên mình kích đúp là mình lót được luôn. Tại vì nguyên tắc của lót là nó phải được kẹp giữa hai đường song song ha. Này rồi chỉ nổi tạo sao đâu, mình sẽ đi chamfer từ một segment, mình chamfer ra làm hai segment nè, xong rồi cái mình đi extrude cho nó nè, extrude vô, ok chưa? Rồi cái khoảng cách này mình sẽ để hở một tí xíu nha, thấy không, là nó ra được cái cộng chỉ nổi ở đây đấy. Rồi ha, mình có thể nâng lên 2 chẳng hạn để cho nó mịn hơn. Rồi cái này hồi nãy lẽ ra là em nên đi làm cái bước là đây, em nên đi làm cái bước là cho nó có cái độ phồng phồng lên đây. Đây lỡ rồi, chọn bên đây luôn. Nó tránh để cái trường hợp mà hai điểm nó gần nhau quá ha, cùng lắm cầm điểm kéo ra, tại vì hai điểm gần nhau nó dễ gây cấn lắm á, chắc chắn là nó gây cấn luôn á. Ví dụ như em brow lên, thấy không, điểm này nó gây cấn nè, cầm cái điểm này kéo ra là cái niệm của mình nó sẽ bình thường lại. Còn không ha, mình có thể là lót cái cạnh này nè, đó, lót cái đường này nè, set rao cho nó nè, nó nhảy vô ở giữa để cho nó đừng có gây cấn nè. Đây thấy không, cái đường này nè, lót sai đường, lót lại, lót đường này nè ha, set rao nè, nó nhảy vô trung bình ở giữa thì nó sẽ không có cây cấn nữa ha. Rồi đấy, thì đây là cái cách dễ cái niệm. Ở đây em thấy nó hơi thẳng nè, còn thí dụ mà anh chị nào không thích cái niệm mình nó thẳng quá đó thì mình vẫn có thể là chọn cạnh này, chọn cạnh này đó. Nhớ cái lệnh insert này không, insert nghĩa là thêm vô một cái segment chính giữa nè ha. Rồi bây giờ thí dụ mà muốn cho cái này nó phình ra thì gán lệnh gì nhớ không, gán lệnh put. Đây lẽ ra không có đâu nhưng mà em cố tình em nhắc á, để ôm lại cái bài cũ á. Đấy là cái niệm mình nó sẽ phình phình lên rồi. Đó, thí dụ nâm 1 chưa đủ thì mình nâm 2. Rồi này, cái chỗ nào mà nó, cái chỗ nào nó gây cấn quá thì mình sẽ đi chỉnh lại cái segment cho nó thôi. Thí dụ như cái này nè, con set down nữa nè, thấy không, nó phình lên lại này, cho nó bớt cấn hơn. Rồi ha, ok nhé. Ví dụ như rồi như nãy em nói nè, là cái này nè ha, trong đây em thấy cái mẫu là nó rất là dày, nhưng mà do là em trừ hao nó bị sai á, cho nên là cái này bây giờ nó ngắn ngủn mà. Đấy thế thì ha, em sẽ nên là đi attack, nên đi attack lại cái này, nó đang có turbo mode nè, detect bỏ lệnh turbo mode ha. Đấy đi attack lại hết cái này vẫn dướng lệnh turbo mode luôn, delete nó nè, attack nó nè, tại nãy nó dướng lệnh turbo mode em không có đi attack nó lại được á. Nó đi attack cái niệm này lại luôn nhé. À cái này em không có attack được là tại vì cái này nó đang là spline nè, convert nó sang editable bully luôn. Đấy thì lúc này em vẫn có thể attack được nó nè. Đây attack giữ vật liệu theo id rồi ha. Mục đích của attack ở đây là làm gì? Em qua cái công cụ freeform nè, nó có một cái công cụ là shape. Nó cái shape này, cái cọ này nó giống như là trong Photoshop ấy. Mình có thể là giữ shape nè ha, xong rồi chuột trái đẩy lên đẩy xuống à, để thay đổi cái vòng tròn màu trắng. Thấy không? Vòng tròn màu trắng này á là kéo như là đi tới đó. Còn cái vòng tròn màu đen nó là cái vùng ảnh hưởng ha. Ở đây á khi mà đi bóp dáng của đối tượng á, em sẽ để vòng tròn màu trắng nhỏ nhất luôn. Đó. Rồi nhấn Ctrl đẩy chuột trái lên xuống nè. Để nhấn chuột trái xong đẩy chuột lên xuống à ha, để thay đổi vòng tròn màu đen thì nó là cái vùng ảnh hưởng á, nó sẽ cho phép mình kéo lại cái dáng mà nó không có làm bị cấn ha. Đấy ở đây em sẽ mở rộng cái vùng tròn màu đen luôn nè, nó kéo lại nó, khi mình zoom ra zoom vô thì nó cũng thay đổi cái kích thước của cái con chỏ nha. Cái công cụ này thì mình kéo nhẹ nhẹ thôi, kéo từ từ thôi, tại vì mình kéo quá là nó sẽ bị
nó sẽ bị hư đấy. Nên cái này chỉ là chữa cháy thôi. Cách hay nhất vẫn là mình phải nhắm ngay từ đầu á cho nó ok ha. Đây. Nói nào ngay thì cũng chẳng qua là tại vì cái này mình dựng qua hình á. Nếu như mà mình dựng qua bằng két á thì mình sẽ không có cần phải đi đoán cái dáng của nó, mà là nó có nó cụ thể luôn được cái kích thước. Mình sẽ mất mình sẽ đỡ, rất là đỡ mất công cái chuyện mà đi nhắm cái tới dựng dáng dựng lui dựng tới dựng lui ha. Em buồn ngủ quá rồi. Giờ lại nói lung lung tung lên luôn rồi. Đây, lần nào làm tốt cũng trong tình trạng kiệt sức. Ok, xong xuôi hết rồi nè. Mình có thể là gán cho nó lịnh turbo mode cho nó tròn bược lại nè ha. Thấy chưa? Thấy nó đỡ hơn rất là nhiều so với hồi nãy nè. Hồi nãy thì nó ốm nè ha. Bây giờ em kéo ra thì nó mập hơn rồi. Đấy, cái dáng mình thấy chỗ nào chưa ổn thì mình cứ chỉnh lại cho nó nhé. Rồi, cái niệm ở này nè, mình nâng một á thì nó bị thiếu, còn mà mình nâng hai á thì nguyên cái này á nó bị tăng lên hết luôn. Nó lại gây quá nặng ha, cho nên là bây giờ hai cái niệm này nè, em cầm nó em detect nó ra. Đây, detect nó ra. Đây, cái mây tre nè, nâng cho nó một lần thôi. Còn cái này nè, em có thể là nâng hai ha. Tránh cái trường hợp mà vì cái niệm mà mình đi nâng hai luôn cái mây tre thì nó sẽ rất là nặng luôn ấy. Rồi, ok nhé. Vậy là em xong cái phần này rồi ha. Cái phần ghế thì em xong rồi. Bây giờ em sẽ qua dựng cái phần vách này nhé. Bây giờ cái phần vách này thì cái phần chân của nó chạy lố ra đây tí xíu. Đó, nó chạy ra đây nè ha. Còn ở đây nó ở đây. Thế thì bây giờ em sẽ lợi dụng em đi lấy cái này nè. Đây. Qua cái edit poly nè ha. Em nhấn xuống 5. Đó. Lấy cái thanh này nè. Rồi, em sẽ đi copy cái thanh này ra nè ha. Nó copy xong rồi đi detach nó ra luôn để cho nó đừng có dính dáng gì với lại cái đối tượng cũ hết trơn á. Đây. Rồi. Bây giờ cái này em sẽ đi nhấn số 2 nè. Đó, load một cái đường này nè ha. Rồi, cái đường này không cần lấy hết đâu. Loại bỏ. Đó, thí dụ như bắt đầu từ đây nè ha. Đó, cái vách em cho nó bắt đầu từ đây. Còn bên đây nó kết thúc, em cho nó đấy, em cho nó kết thúc ở đây. Rồi, loại bỏ những cái đường linh tinh này ra. Thấy chưa? Xong rồi re asset from selection nè. Đó, em cũng chọn vô cleaner. Rồi, mục đích duy nhất là lấy cái đường này thôi nè. Đây, hiện tại cái đường này em thấy là nó không có phẳng đâu. Thấy không? Vậy thì em scale lại cho nó phẳng luôn. Để cho nó nằm xuống dưới mặt đất ấy. Rồi ha, bây giờ nó cần có một cái độ cao đi lên thì làm sao? Gắn cho nó một cái lệnh là cái lệnh extrude nè. Đây. Tại nãy em scale rồi á, cho nên bây giờ lên 2 mét mấy luôn mà nó có một tí xíu ở đây à. Thế thì bây giờ nè, em sẽ đi reset it form cho nó nè ha. Đó, vô cái cây dít nè, reset it form nè, reset select nè. Đấy. Xong rồi các hình vệt nó sang SPline nè. Lúc này em đi extrude thì nó mới lên được nhé. Thấy không? Hai mét mấy lên múc chỉ luôn à. Rồi ha. Đó, chỗ này cao nhất nè, chỗ này thấp nhất nè. Đây, xong rồi nó có cái độ phình phình ra nữa. Ok ha. Vậy thì ở đây nè, em hình vệt nó sang Editable Bully nè. Em đi thêm những cái segment ngang này cho nó nè ha. Connect nè. Đó, tăng segment ngang cho nó nè. Rồi, xong rồi ở đây em sử dụng FFD 4x4 đi. Đó, ví dụ như ở trên, ở đây. Thôi 3x3 thôi. Đây. Rồi ha, ở trên đây em thấy là nó có cái độ line này. Chỗ này cao nhất, chỗ này thấp nhất. Vậy thì chọn cái, nhấn số 1 nè. Chọn cái này nè, xoay nó nè. Đó, xong rồi cái này nè, nó tụm vô nè ha. Rồi, còn cái bụng ở dưới, còn cái bụng ở đây nè, nó phình ra. Vậy thì chọn cái hàng này nè, scale cho nó phình ra. Thấy chưa? Đây. Rồi ha, cái trên em vẫn thấy là nó. Đó, nó tụm lại. Rồi, ok chưa? Đây, cái này nó che tới đây thì hơi quá.
Lấy xong rồi mình có thể convert nó sang Edit Boolean nè. Em cắt gọt lại cái này bớt giúp xíu nhé. Slip cạnh ra. Rồi, ok. Đấy. Bây giờ cạnh ngang thì nó có bao nhiêu cái đây? Một đường, hai đường, ba đường, bốn đường. Nó, bốn đường ở bên trong ha. Nó thí dụ như một đường nè. Đây, lấy giãn cách ra. Ok ha, thí dụ như bốn đường này nè. Rồi, cleaner nè. Đó. Rồi. Nó có cái khung viền ở bên phía ngoài này nữa. Khung viền bên phía ngoài em chọn đường border nè, rồi ASAP from selection nè, cleaner nè. Ok chưa? Rồi ha, còn lại là những cái đường dọc. Cái đường dọc thì dễ rồi. Ở đây em có thể là lót cái đường ngang nè. Xong rồi làm như lót cái đường ngang nè ha. Qua cái tab modeling nè, kiếm cái chữ trong cái tab lót á, kiếm cái chữ insert nè. Đó, giờ là em được thêm cái segment dọc nè. Đó, chọn một segment dọc nè, ring nè. Đấy, là nó chọn hết toàn bộ segment dọc này giúp em nè. Rồi ASAP from selection nè, cleaner nè ha. Ok, xong xuôi hết rồi. Em có thể xóa luôn cái tấm 3D này. Rồi, bây giờ những cái segment dọc nè, em có thể, tại vì nó cùng bán kính với lại segment ngang á, thôi, em sẽ đi attack nó luôn ha. Attack với lại segment ngang nè, rendering nè. Kiểm hai cái này lên nè. Đó, là nó sẽ tạo khối nè ha. Cái này, cái size này em để 4 thôi. Đó, cái này nó đang bị ấm quá. Để radio có lên 10. Này, rồi ha. Rồi, cái khung của nó em cố tình em để lại cuối cùng là tại vì cái khung của nó, cái khung diện bên ngoài của nó đó, em thấy là nó hơi to. Này, thì mình cho nó 20 chẳng hạn. Nó to hơn so với cái bên trong ha. 25. Này. Rồi, như vậy nhé. Dễ mà phải không? Rồi, ok ha. Vậy là em vừa hướng dẫn xong cái bộ này. Cái bộ sofa này. Này. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái tutorial khác nhé. Ok, bye bye mọi người nè. Rồi, em vừa định kết thúc cái clip này. Nhưng mà có một cái là em suy nghĩ lại. Thì em sẽ quay lại em hướng dẫn luôn cái phần này nè ha. Thì khi mà mình đi sử dụng, mình dựng hình mà mình sử dụng cái mà ReAsap from Selection, nó có một cái nhược điểm rất là nặng, đó chính là mình rất khó để unwrap ha. Rất khó để unwrap tại vì nó từng thanh, bây giờ nó một đống thanh như thế này thì mình ngồi mình cắt chỉ cho nó là không biết cắt tới chừng nào luôn. Đấy. Rồi, cái dạng mây tre này nè thì nó từng thanh ha. Mỗi thanh đó, nó có một cái màu nó khác nhau á, cho nên khi ghép lại á mình thấy nó có vẻ là nó hơi lớm đớm như thế này. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị một cách là unwrap mà kiểu như là anh rắp lùi á, nó sẽ rất là nhanh ha, nhưng mà nó vẫn đạt được cái hiệu quả là nó sẽ cái màu nó lấm đớm như thế này. Chắc chắn là mình không có sử dụng được là cái UV kép map này rồi, tại vì khi mà anh chị sử dụng UV kép map á, nhìn xa xa á, nó thành nguyên cái map gỗ luôn, nhìn rất là khó chịu ha. Đấy, mà ở đây là hai thanh kế bên thì cái màu nó lại khác nhau. Đấy, rồi coi em đi làm này nha. Đối với lại cái này á, anh rắp dù là sai anh rắp nào cũng vậy thôi, không nên để turbo mode để unwrap nha, tại vì nó nhiều lưới á, nó sẽ gây nặng á. Rồi, đấy. Em bỏ turbo mode đi rồi. Đấy, rồi ha. Để attack với lại cái vách đằng sau luôn. Ok. Rồi, như hồi nãy em đã giới thiệu là em đi unwrap lụi, mà unwrap lụi thì đây nè ha, em chọn vô unwrap thường đi, không cần unwrap pro đâu, unwrap thường thôi. Rồi, nhấn số 3 một cái nè. Nhấn số 3 nè, là chọn mặt nè ha. Nhấn Ctrl A, chọn hết tất cả các mặt nè. Lúc này cái lưới nó đang xiên nè, thấy không? Em sẽ để nó ok ha, em bấm vô đây nè. Thì cái lưới này nó thành là trên cái mặt phẳng. Rồi. Đó. Rồi ha, open cái này. Open cái bảng này lên nè ha. Đó, lúc này nó nằm tùm lum trong đây nè. Đây, em khoan đi làm cái này ha. Bây giờ nè, em thử đi tạo vật liệu cho nó để anh chị quan sát. Ok, em gắn. Này, cái này là chưa có unwrap nè ha. Khi chưa có unwrap, em sẽ đi quăng vô cho nó một cái map gỗ. Đây, cứ mày che thì mình cứ xài cái map gỗ bình thường thôi. Texture wood. Ok ha, em xài cái map gỗ này. Tại vì em thấy là cái map gỗ này á, cái màu đậm màu nhạt á, nó tương phản mạnh. Nó giống như là cái này nè, chỗ này nhạt, chỗ này đậm nè. Đây, kiểu kiểu vậy ha.
Rồi em hiện map nè, thì chị thấy cái gì? Nhìn xa có thấy là nó y chang như nguyên nó y chang như là nguyên một cái tấm gỗ bự ha. Này, nó y chang như một cái tấm gỗ bự á. Này, nhìn xa, thấy không? Nguyên cái map bự nó ở đây luôn. Vậy thì nó bị nhập nhà ha. Thì ở đây nè, đó em không có relax không có gì đâu nha. Em chỉ việc kéo xuống đây nè, em pick vô cái này thôi. Đây, đợi nó một hồi nó rải ha. Tại vì ở đây đang có rất là nhiều cái đối tượng á, cho nên nó rải hơi lâu. Máy nó sẽ bị đứng lại một chút. Đây. Đương nhiên ví dụ mà mình zoom kỹ vô thì mình sẽ phát hiện ra do là không có đường chỉ cắt á, cho nên là nó bị ấy á, nó sẽ sai một số chỗ ấy. Đấy, thấy chưa? Đây, sau khi mà rải ra xong rồi nè, thấy không? Sau khi mà rải ra được rồi thì mình được cái kết quả nó như thế này. Đó, thấy nó ra giống cái này, thấy nó ra giống cái này không? Đó, nghĩa là nó sẽ lấm đớm ha. Chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ đậm chỗ nhạt á. Này, nhìn xa thì nó cũng không phải là một cái map gỗ bự như là lúc đầu ha. Đây, cái này là cái cách làm như thế này. Nếu như ở đây mình muốn cái texture nó nhỏ hơn á thì mình sẽ chọn hết cái đống này nè. Mình đi scale ở trong đây nè ha. Mình scale nó to lên thì lúc này cái map bên đây nó sẽ nhỏ hơn. Rồi ha, ok. Đấy là cái phần unwrap cho mây che. Đây, em khinh vật nó sang edit table bully nè. Rồi, nâng nó lên lại. Này, ok chưa? Rồi ha, sẵn tiện em sẽ hướng dẫn luôn, unwrap luôn cái đệm này. Đó, ở đây em chưa có cái map giải nào. Thôi em sẽ lấy cái map checker để mọi người nhìn nhé. Rồi, ở đây nè. Trong cái UVCAP map nó vẫn có map checker, nhưng mà em sẽ lấy từ bước này để mọi người thấy là bước đầu khi mà chưa có unwrap thì nó sẽ như thế nào á, chưa có unwrap thì nó sẽ ra như thế nào. Này, nó không thèm ra luôn. Nó không có ra được cái map checker luôn á. Rồi ha. Cái này tương tự, em bỏ cái turbo mode đi. Rồi, để unwrap cái này á thì thật ra theo thói quen thôi. Em có thói quen là em cắt segment ở đây ha. Này, em nhấn số 2 nè, lót cái đường này. Thấy chưa? Lót dòng mô bên bển luôn. Này, mình để ý á, cái đường chỉ á, nói chung là mình soi cái segment á, mình thấy có hai cái nó tụ vô á, nó chính là cái segment mà mình sẽ đi lót để cắt đó nha. Đây nè, thấy không? Chỗ này có cái segment ở đây tụ vô, nó chính là cái đường này. Em đi chuột phải nè, slip nó ra. Nhấn số 5 nè. Nó tách nó ra thành từng cái element như thế này. Rồi ha. Đấy, mặt trên thì nó giãn ra được rồi. Cái này nè thì mình sẽ phải lót ngay cái đoạn này. Lót cái đoạn này tại vì nó đang đóng tròn lại á, mình cần có một cái để mà mình đi duỗi nó ra. Không thấy đường. Nó tùm lum segment trong đây em không thấy đường rồi. Ok ha. Thôi thấy cái nào em cắt cái đó. Không thấy cái mặt dưới á, cũng thật ra là cũng chả thấy nó đâu. Thấy không? Cái đoạn chỉ âm vô á, đây nè, cái đường này nè. Nó đi chọn cái đường âm vô á nha, để mình đi slip nó ra. Đây, tương tự mặt dưới á, chọn cái đường âm vô. Nó là hai cái đường này nè, đi slip nó ra. Rồi ha. Kiếm cái mặt nào mà dấu ở bên phía bên trong ấy. Đây, thí dụ như đoạn này nè, thấy không? Em lót cái đoạn này nè, slip nó ra. Đây, vẫn còn có một cái cọng chỉ tròn ở bên dưới á, em chưa có cắt nó được. Đây, nhưng mà hồi kệ nó đi. Rồi ha. Bây giờ nè, em sẽ đi gắn cho nó cái lệnh là UVCAP mapping clear nè ha. Rồi, nếu mà xài unwrap pro thì có bạn chưa cài thôi, em xài unwrap thường nè, UVCAP map bình thường nè. Thấy không? Rồi, thì mình thấy là cái đây. Đây có một số chỗ nó bị hư nè. Đây thí dụ như cái này nó không ra được cái checker nè, tại vì nó bị hư ấy. Rồi ha. Bây giờ em sẽ đi, ủa cái này là UVCAP map, sorry, em nhầm ha. Em đi unwrap bình thường nè. Đó, bấm vô unwrap nè. Đấy, một số chỗ này nó bị hư nè, thấy không? Em sẽ nhấn vô số 3, số 3 chọn sẵn rồi. Nhấn cần chỗ A chọn hết tất cả các mặt nè. Bấm vô đây nè, blender nè ha, để cho cái khung màu vàng này á nó thành phẳng luôn. Đấy. Rồi, sau đó là em sẽ đi open cái này nè ha. Rồi, em sẽ vô tool nè. Vô relax nè. Nhấn vô số 1 nè. Đó, em muốn chọn số 1 nè ha. Cái này chọn là polygon star relax nè. Đây, là nó sẽ duỗi ra cho em. Đây, xếp nó lại nè. Đây, style relax thì nó duỗi ra ha. Đây, mình để ý là những cái đối tượng mà
Đây là thí dụ như cái cộng này là cái mặt dưới nè, em không có tìm được cái segment để mà em cắt á, cho nên là nó bị dính chùm ở đây nè. Đây, thì ở đây em có thể nhấn số 2 nè, em chọn những cái cạnh này nè. Đây, thấy không, chọn cạnh này nè, đi cắt nó ra nè. Đây, cho nên khi style reduct thì nó sẽ duỗi ra được ha. Đây, đối với lại những cái miếng dài dài như thế này nè, thường em sẽ lựa chọn là unwrap roll ấy, tại vì mấy cái này em phải ngồi em kéo nó ra nữa, mất công lắm. Rồi ha, kiểu vậy, nó sẽ kéo nó ra lâu quá, thôi bỏ qua. Đấy, ok ha. Thí dụ như xài unwrap roll nè, thì cũng gán cho nó cái lệnh là UV cap mapping clear nè, unwrap roll nè. Rồi, xong rồi cũng số 3 này chọn sẵn rồi, cần cho A nè, bấm vào đây nè, đưa cho nó về mặt plane nè ha. Xong rồi bấm vô unwrap một cái nè, đấy, nó sẽ duỗi ra luôn. Đương nhiên cái nào chưa cắt thì nó sẽ không duỗi ra được ha. Đây, vô đây em sắp xếp lại thôi. Thấy không, đây nè, ở đây em có 3 cái vòng tròn này, em chưa có bấm chọn segment, chưa có slip nó ra được á. Đấy, còn cái nào mà em slip nó ra được rồi, thấy nó duỗi ra không? Nó rất là nhanh ha, nó nhanh hơn so với lại cái unwrap thường kia. Đây, rồi, ví dụ như em muốn cái map của mình nó nhỏ lại, thì em sẽ chọn vô toàn bộ cái này nè, scale nó nè, scale nó to lên thì cái texture nó nhỏ lại nè ha. Đây, xong rồi cái mình cứ chỉ việc là đi gán cho nó. Vì sao mình tạo vật liệu vải cho nó ha. Đây, ở đây em sẽ thử đi gán cho nó một cái em sẽ đi thử đi gán cho nó một cái bitmap nè. Cái này gỗ vải, vải trơn ha. Ok, em chọn cái tông nào nó trắng trắng một tí xíu. Này, thật ra mấy cái map ở đây nó là những cái map củi bắp ấy. Này, thí dụ như em lấy cái này, hiện texture vải cho nó nè. Thấy chưa? Rồi ha, cái điểm này thì em có thể nâng lên 2 cho nó mình. Đây, đây là cái kết quả mà sau khi unwrap rồi nè. Rồi ha, không thích cái map này thì mình có thể lấy một cái map khác. Đây, mấy cái map này nó khá là củi bắp cho nên em cũng chả xe đâu. Cái bộ map này em để lâu lắm rồi, cái chất lượng nó cũng không có cao. Rồi vậy nha, mọi người cứ tự kiếm map vô gắn vô cho nó. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái tutorial khác nhé. Rồi, hay quá, em chọn được cái cũ luôn. Thấy ghê chưa? Rồi, vậy nha. Bye bye mọi người.